流水匆匆逝，已未能再追。浪滔滔向天边涌去，忘记得失，不记风里泪，不说一句，随着丝丝往事，投身在烟波里。Số hổ. Hai người đàn ông mà đánh không lại một người con gái. Vì các cậu chưa quen Kiếm Nhật Bổn. Nếu như các cậu quen rồi thì cô Nguyệt đánh không có lại đâu. Cô Nguyệt à, khi nào rảnh rỗi cô dạy cho chúng tôi. Anh Võ à, anh đừng có nói như vậy mà. Tôi đâu có đủ khả năng để dạy. À, ba này ca hay lắm hả? Cô Nguyệt, cô muốn khiêu vũ không? Mời. Cậu Nhật Văn, dường như cậu thích em bà con của tôi. Nếu thích thì tôi giới thiệu cho cậu làm quen. Phiền anh quá. Nè, chúng ta cạn ly nha. Cô Nguyệt, đến Thượng Hải đã lâu, đã đi chơi đâu chưa? Chưa có, anh của tôi bận lo buôn bán nên chưa có dẫn tôi đi chơi. Nếu như cô thích thì sáng mai tôi dẫn cô đi chơi. À, xin lỗi nha, tôi nói hơi quá. Không đâu, anh đừng có hiểu lầm mà. Thật ra anh chịu dẫn tôi đi chơi thì tôi vui lắm chứ. Nhưng mà sợ làm phiền anh thôi. Không có sao đâu, nếu cô có rảnh tôi đến rước cô. Được. Ừ. Nhật Văn. Cậu Nhật Văn. À, cậu uống lộn ly rượu của tôi. Xin lỗi nha. Tôi cho cậu biết rất có nhiều người thích em gái của tôi. Vậy cậu có nhiều bạn lắm hả? Không đúng như vậy. Nó nói với tôi là nó không thích ai cả. Nghe anh nói như vậy, cậu đòi hỏi nhiều lắm phải không? Không những đòi hỏi còn kỳ lạ nữa. Tôi săn sóc nó nhiều năm, tôi hiểu tánh nó nhiều lắm. Vậy à, hãy kể cho nghe đi. Cậu thích nghe à? Nè, khoan đi đã, rót rượu cho tôi đi. Đi đi, mau lên có được không? Mau lên đi. Nè, khoan đi đã, ngồi xuống đi hả? Tôi không có rảnh. Tại sao lại không rảnh? Chê tôi què hả? Ngồi xuống đi. Buông tay tôi ra. Nè, cô đừng có quên nha, cơm ăn chỗ ở của cô đều là do Mã Gia Đại Thọ hết đó. Kêu cô ngồi với cậu Tư mà cô không chịu à? Ngồi xuống có được không? Ngồi xuống có được không hả? Cậu Toàn à, tôi xin cậu hãy tôn trọng tôi dù một chút đi. Tôn trọng? Ngồi xuống đi. Tôi buộc cậu phải ngồi. Ngồi xuống. Con định giỡn cái trò gì vậy? Con đã quên là tại sao con què à? Lần này ba tha cho con, lần sau ba không bỏ qua đâu. Hãy đi lên lầu mau. Ông Thiên, ông đừng có bực tức nữa. Nè, ông đi đâu vậy? Tôi thấy trong người bực bội, tôi muốn đi ra ngoài. Vậy thì tôi đi với ông nha. Thằng Toàn thật là quá đáng. Tôi xin lỗi cô. Không có gì đâu. Tại vì chân của Nhật Toàn bị tật cho nên cảm thấy hơi bực bội. Tôi không có trách gì đâu. Tuổi của cô còn trẻ mà cô biết thông cảm cho người ta. Cô có tin không, lần đầu tiên từ vô tích đến Thượng Hải thì tôi ngủ ở đây nè. Cái đồng hồ này
Chắc chắn là nó có nhiều kỷ niệm đối với ông lắm. Khi xưa tôi tặng cái đồng hồ này cho một người con gái, sau đó thì cô trả lại cho tôi. Người con gái đó có phải là người yêu của Mai không? Bây giờ cô ấy ra như thế nào? Những chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc đến nữa. À, cô đã tốt nghiệp về ngành thương mại hả? Lẽ ra thì tôi phải giới thiệu cho cô đi làm. Nhưng mà cô cũng biết, dạo này gia đình của tôi xảy ra rất là nhiều chuyện. Tôi không có thời giờ để lo cho cô. À phải rồi, cô thích làm gì chuyện gì vậy? Thật ra thì tôi làm chuyện gì cũng được hết. Nhưng mà điều quan trọng nhất là học được thì tốt. Tạm thời cô làm phụ tá đặc biệt cho tôi. Để coi tình hình như thế nào rồi tôi sẽ sắp đặt cho cô hả? Vậy cảm ơn ông Thiên. À, ông Thiên à, ông có thể nào mà cho tôi nghe nhạc hay không? Tiếng nhạc hay lắm phải không? Nó rất là quen thuộc. Tại vì dì Tiểu Đông thường hay hát cái bài nhạc này cho tôi nghe. Thật là không ngờ, không những em biết kiếm thuật Nhật Bổn, kể cả kiếm thuật Tây Phương nữa. Gia đình của em là gia đình võ à? Em không có anh chị em. Khi em còn nhỏ thì ba má em đã qua đời rồi. Anh xin lỗi em. Trong thời gian qua, anh bà con của em đem em về sống với ảnh. Anh đối xử với em giống như là em ruột của ảnh vậy. Nếu không có ảnh thì em không biết phải làm sao. Không đâu, em còn nhiều bạn thân mà. Nếu như em thích thì anh có thể làm bạn với em. Nè, ở gần đây có một nhà hàng Nhật Bổn mới mở, thức ăn rất là ngon, chúng ta đi ăn nghe. Chúng ta đi thay áo. À, cậu Võ về rồi à? Cảm ơn bà Tư. Em Võ, em về đúng lúc đó. Chuyện gì? À nè, tuần sau là sinh nhật của ba, chúng ta tặng gì cho ông đây hả? Anh Võ à, anh nói cho ý kiến đi. Ba có nhiều tiền, muốn mua gì cũng được. Không biết tặng cho ba cái gì đây? Mấy người đàn ông các anh không có chu đáo chút nào, đâu có bằng mình hả chị? Có rồi. Cái gì? Tốt nhất là tặng cho ba một người đàn bà. À, anh nói như vậy đâu có được. Em Võ, đừng nói đùa nữa. Không phải nói đùa đâu, em nói thật mà. Bây giờ là sự nghiệp của ba rất là khá giả. Những điều thiếu thốn không có một người vợ giúp đỡ cho. Thật ra má đã chết lâu năm rồi. Lẽ ra ba phải có một người đàn bà chăm sóc cho ba trong lúc cô đơn này. Tiếc là ông không có một người đàn bà nào hết. Bộ ba của anh không có người bạn gái nào hết hay sao? Chưa từng thấy. Cô có thể giới thiệu chưa? À, không có phải. Tôi chỉ hỏi đi có chuyện mà thôi. Chúng ta hãy bàn chuyện thực tế. Tặng món quà gì cho ba đây? Nè, Nhật Mai, em có nhiều mua kế nhất. Hãy quyết định đi. Khi tính rồi thì anh em chúng mình cùng nhau đi mua cho ổng. Lại bắt em suy nghĩ nữa à. Chị Mạnh, tính luôn chị đó nha. Thôi khỏi, chị là người ngoài mà, hãy để cho chị tặng riêng đi hả? Thôi được, tùy ý chị. Người muốn gì? Cậu đã hại chết cậu Năm chúng tôi phải trả tù. Là người của Mã Thiếu Thiên à? Mã Thiếu Thiên nói không giết tôi mà. Không phải là giết cậu. Cậu muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không xong. Cậu đã gián tiếp giết chết cậu Năm. Ông Thiên không bao giờ tha thứ cho cậu đâu.
chú đại ca. Anh đã có ơn nghĩa với tôi, tôi không biết làm gì trả ơn. Hôm nay tôi cứu đồng hán, tôi cảm thấy thoải mái rồi. Ông là ai? Tại sao lại cúng ba tôi? Ba cậu là người cứu tôi. Kể ra thì cũng đã trôi qua mấy chục năm rồi. Tôi đấu với bọn giang hồ, bọn chúng nó truy sát tôi, nhưng ba của cậu cứu tôi. Nhưng không ngờ lần này tôi trở về đây, ba của cậu ông đã... Anh này, xin hỏi ông tên gì? Cẩn thận nha. Tôi tên Trần Sâm. Nè, gọi tôi là Sâm được rồi. Từ khi ba tôi chết, ai ai cũng tưởng tôi điên, người nào cũng bỏ đi. May là gặp chú Sâm. Cậu đừng có lo, tôi sẽ săn sóc cậu. Tuy rằng không được sung sướng cho lắm, nhưng mà bữa cơm không thành vấn đề đâu. Thầy à, đây là 100.000. Tôi tin chắc là anh kiếm 10 năm cũng chưa được số tiền nhiều như vậy. Anh Sâm, tôi muốn biết ý định của anh muốn tôi làm gì. Đến lúc đó thì tôi sẽ nói cho nghe. Đừng có lo, tôi không hại anh đâu. Cậu cũng bổn, có chuyện gì hay không? Chuyện tôi kêu ông làm, kết quả như thế nào? Cậu cũng bổn, tôi đã cho chú Đông Hán ở nhà của tôi rồi. Hắn không hề nghi ngờ ở tôi chút nào hết. Nhưng mà tôi rất lo lắng, tuy rằng mình vô được chú Đông Hán để trả thù Mã Thiếu Thiên, nhưng mà tên khờ gốc đó không làm được gì cả. Tôi chỉ sợ uổng công cho chúng ta thôi. Giả lại nó có thể làm hư chuyện của chúng ta. Tôi đã tính nó không thành công. Mục đích của tôi là muốn tạo hiện tượng giả để cho Mã Thiếu Thiên tưởng ban hội hòa giới đối phó chú Đồng Hán. Hoa, nếu như vậy cậu kêu tôi mua chuộc người Thanh Long Bang phải không? Đúng vậy. Mã Thiếu Thiên đụng với bọn Hoa Long Bang thì Tường Hải sẽ lộn xộn, như vậy sẽ lợi cho đế quốc Nhật Bổn. Anh đã biết con người của tôi như thế nào rồi, anh sẽ thấy tôi hành động. Tôi không bỏ qua một cơ hội nào có thể hại Mã Thiếu Thiên đâu. Thật ra em đạp xe đạp cũng khá. Tại sao em nói em không biết? Thì em chỉ học được mau thôi à. Em còn giấu anh chuyện gì? Em hãy nói đi. Có phải là em đã có bạn trai rồi phải không? Tại sao lại hỏi vậy? Nói đùa với em thôi. Nhật gió à, hoa này đẹp quá. À, đừng đừng. Tại sao vậy? Ông thợ này ông rất là dữ. Nhưng mà em thích. Nhật gió à, tai của anh có sao không? Có sao không vậy anh? Nè, tại sao hái hoa của tụi? Ê, tụi bắt mấy người này nghe. Đứng lại, tụi bắt mấy người đi tìm cảnh sát bây giờ. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại đi. Đứng lại. Nguyệt Hồng, em biết không, đây là lần đầu tiên anh ăn cắp. Nhưng mà chỉ vì em thôi. Tay anh còn đau không? Không sao. Nguyệt Hồng, ngày mai là sinh nhật của ba anh, ông sẽ mở party, em đến chơi nghe. Em đâu có quen ba anh đâu.
anh sẽ giới thiệu cho. Em không muốn gặp nhạc phụ tương lai sao? Ai nói sẽ làm vợ anh đâu, không biết xấu hổ gì hết. Em không lấy anh thì em lấy ai? Ồ, tới rồi. Cậu đi gì? Cho tôi xin gửi món quà này. Nguyệt à, tại sao giờ này mới đến? Có gì đâu, tại vì để chuẩn bị tham gia buổi tiệc này, nó sửa soạn từ sáng tới bây giờ mới xong. À, Nguyệt Hồng à, đêm nay em đẹp quá. Cậu đây gì? Chào ông và chào bà. Cô này là, để cô giới thiệu, cô là Sang Nguyệt Hồng. Chào ông, chào bà. Chào cô. À, Nhật Võ à, con thật là biết lựa con gái ghê. Mau mau dẫn con Nguyệt Hồng đi gặp ba, ba nhất định sẽ vui lắm đó. Nguyệt Hồng, chúng ta đi. Mời ông rượu. Cảm ơn. À, tôi phải đi chiêu đãi khách, các vị cứ tự nhiên nha. Được rồi. Tại vì à, Nguyệt Hồng là bà con của cậu à? Là em của tôi, từ bên Mỹ mới về. Ơ, cậu Toàn à, cậu không khỏe, đừng có xuống đây. Thế nào, không muốn tôi xuống đây à? Tôi xấu lắm hả? Không phải. Không phải thì tốt. À, chào ông. Dạ chào ông. Chào cô. À, dạ tôi xin lỗi. Không có chi, xin cạn ly. Các vị quý khách, xin mời các vị yên lặng. Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, các vị đến đây tham dự buổi tiệc, tôi cảm thấy rất là vinh hạnh. Nhân cơ hội ngày hôm nay, tôi muốn tuyên bố một chuyện. Tôi đã lớn tuổi rồi, tinh thần và sức khỏe không có giống như ngày xưa, cho nên tôi muốn giao một số buôn bán cho con của tôi là Nhật Văn và Nhật Võ để mà quản lý. Còn cô Diệp Mảnh sẽ là phụ tá đặc biệt của tôi. Mấy người này còn trẻ tuổi, còn phải học hỏi rất nhiều thứ. Mong rằng các vị nể mặt tôi, chỉ dạy cho chúng nó. Thôi được rồi, xin mời các vị cứ tiếp tục. Xin cảm ơn các vị. À, chúc mừng. À, cảm ơn. Chào ông Thiên. Xin các vị tự nhiên. Cảm ơn. Ông Thiên. Dạ, xin chào ông Thiên. Anh Trung à. Lão gia. Cảm ơn. Thưa bà. Thiếu gia, gia đình của tôi chúc cậu phước như đồng hải, thọ tỷ năm sơn. Xin cảm ơn. Ba, tụi con chúc ba sinh nhật vui vẻ. Chúc ba sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn con. Chúc ông sinh nhật vui vẻ. Không có gì. Để con giới thiệu, đây là cô Nguyệt Hồng. À, chào cô Hồng. Cô cứ tự nhiên hả, đừng có ngại nha. Dạ. Năm nay tụi con tặng cái gì cho ba tụi con vậy? Ba à, tặng cho ba nè. Cái gì đây, sao nhẹ quá vậy? Ba mở ra coi thì biết liền. Kính thưa ông Mã Thiếu Thiên, chúng tôi thành thật cảm ơn ông đã cho cô Di Diện 5.000 đồng. Cô Di Diện Thượng Hải, bà đâu có cho tiền hồi nào đâu mà họ cảm ơn hả? Ba à, ba đã có nhiều thứ rồi, tụi con không biết tặng gì cho ba hôm nay, cho nên tụi con dùng danh dự của ba quyên tiền cho cô Nhi Diện, không biết ba có thích hay không nữa hả ba? Ba nghĩ món quà này là món quà có ý nghĩa nhất trong đời của ba đó, dĩ nhiên là ba thích chứ. Cảm ơn các con nha. Chúc sinh nhật vui vẻ. Tôi xin thành thật cảm ơn ông. Ông Thiên, tôi cũng có món quà này muốn tặng cho ông đây. À, cảm ơn cô. Thế nào, nó có thích hợp với ông hay không? Thích hợp lắm. Xin cảm ơn cô. Bà Tư à, đem vô nhà cho tôi. Xin các vị cứ tự nhiên hả, tôi đi tiếp khách. Xin lỗi hả. À, xin lỗi, chào ông. Nguyệt Hồng à, chúng ta nhảy đi. Xin mời cô nhảy một bản.
Cô Nhật Mai, cô có thể nhảy với tôi một bản được không? Cô Nhật Mai, xin mời cô nhảy một bản. Lý sư trẻ, mà dù lời đi xấu hoặc ta có yêu phú cộng á? Không. Tôi sẽ dạy cho cô. Nếu mà nói như vậy thì cảm phiền anh hãy dạy dùm cho tôi hả? Dễ dàng lắm thôi. Ngày mai bắt đầu nha. Cậu Tư, ông Trần Dạo Lý ở bên kia, chúng ta qua bên đó uống rượu cho vui nghe. Hả? Vậy à? Được. Xin lỗi nghe, hôm nay tôi rất là bận. Lát nữa tôi trở về, đợi tôi nha. Hả? Mình đi. Xin lỗi. Cô Nhật Mai, tôi rất tha thiết mong cô vui lòng nhảy với tôi bản nhạc này nhé. Không từ chối à? Như vậy coi như cô bằng lòng. Bà Tư à, cô Lý đâu? Lúc nãy cô ngồi ở đây mà. Ờ, cô Lý hả? Cô đi ra ngoài rồi. Nè, ngày mai cô cùng anh Què đi đánh banh hả? Cô đi chơi với ảnh thì họ sẽ tưởng là bạn trai của cô, thì là xấu hổ lắm đó. Ai mà thèm đi chơi với ảnh chứ. Ảnh không có biết xấu hổ. Đã như vậy rồi mà còn mày đặt trèo cao. Lúc nãy cô đồng ý rồi mà. Tôi chỉ có nói như vậy thôi. Nếu không có gì nể mặt gia đình ảnh thì tôi đã làm lơ luôn rồi. Xin lỗi. Tôi không có cố ý đâu nha. Tôi không có cố ý. Không phải là cố ý hả? Tôi nói cho ông nghe, tôi biết là ông cố tình làm vậy mà. Có phải là ông thấy tôi què rồi chọc tôi hả? Cậu này giả mang thật đó. Đúng vậy, tôi giả mang đó. Ông muốn cái gì? Cậu Toàn à, cậu sai rồi. Tôi không có sai. Xin lỗi nha. Bây giờ anh cũng coi thường tôi nữa. Mọi người coi thường tôi. Tất cả coi thường tôi. Cô kia nữa, đồ khốn kiếp. Thằng Toàn, không được phá phách nữa. Mắt nó lên lầu. Tôi không lên. Toàn à, lên lầu đi. Tôi không lên. Đánh ra. Sau khi con bị què rồi, ba thường hay chửi con. Ba nói lo lắng cho con. Có hay không hả? Ba, sở dĩ mà con như vậy là vì con là con của ba đó. Ba có biết không? Hả? Toàn à, đừng nói nữa, lên lầu đi. Đi lên. Không được. Toàn đi, tôi không lên. Toàn đi lên đâu? Tôi không lên đâu. Đi lên đi. Đi lên đi. Tôi không lên. Đi. Đi ra. Toàn. 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 Bác sĩ à, con của tôi thế nào hả? Nó bị thương rất nặng, đang tới thời kỳ nguy hiểm. Bác sĩ à, ông phải cứu con tôi. Ông phải cứu con tôi biết không hả? Tôi nhất định sẽ cố gắng. Nhưng mà nó mất máu quá nhiều, bệnh viện hôm nay lại không đủ máu. Bác sĩ lấy máu của tôi đi. Ba. Ba, ba đã lớn tuổi rồi, để con lấy máu cho nha. Thôi được rồi ba, để con lấy máu con và anh hai. Để bà giúp cho thằng Toàn. Như vậy thì bà yên tâm hơn. Thằng Toàn tỉnh rồi. Toàn à. Thưa ba. Toàn con, con tỉnh dậy thì bà yên tâm rồi. Cậu Toàn, lần này ba cậu hiến máu để cứu cậu đó. Thưa ba, thưa ba, con nhiều lỗi lầm quá, làm cho ba buồn. Ba có chịu tha thứ cho con không? Lúc trước ba cũng có lỗi với tụi con. Ba không có lo cho tụi con hơn được. Nhưng tụi con cũng phải hiểu, ba muốn cho anh em tụi con thành tài. Nếu không mẹ của con ở suối vàng không yên tâm đâu. Con hiểu. Con có trách ba không vậy? Không đâu ba. Những chuyện mà ba đã làm là muốn giúp đỡ tụi con thôi. Con hiểu mà. Ba, con hứa với ba, con sẽ làm lại cuộc đời mới, thay đổi hoàn toàn.
Hả? Mời anh ngồi. Cảm ơn. Tại sao lại đến thăm tôi vậy? Có chuyện gì hay không? Như thế này, ngày mốt có một công ty Nhật Bản đến Thượng Hải. Tôi muốn giới thiệu cho cậu quen. Nếu như mấy người này bằng lòng giúp cho Mã Gia, thì Mã Gia sẽ buôn bán lớn hơn nữa. Nhưng mà ngày mốt tôi phải đi Hàng Châu coi hàng. Tôi đã mua vé xe lửa rồi. Để Nhật Võ đi được rồi. Nhật Võ? Con người của hắn hơi nóng tánh. Tôi sợ. Chuyện nhỏ như vậy thì có gì đâu mà đáng lo. Cơ hội này rất là hiếm có. Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Ừ. Anh nói cũng có lý. Để tôi kêu Nhật Võ đi Hàng Châu thế giùm tôi. Lão già, dường như tinh thần của Nhật Toàn đã tốt lại nhiều rồi. Bác sĩ nói nằm nghỉ thêm 2 tuần nữa thì có thể xuất viện. Tại sao lão già không ở thêm 2 ngày rồi hãy đi? Con người của tôi sợ ở bệnh viện lắm. Nếu xuất viện được thì nên xuất viện sớm. Sao không? Không sao. Thế nào? Có người lái xe lên rước vô Đồng Hát chạy mất. Người lái xe đó là Râu Đạo của Thành Long Bang đó. Tại sao Thành Long Bang lại giúp cho Chu Đồng Hán hả? Nhất định là Thành Long Bang kêu Chu Đồng Hán làm. Chúng ta chưa có bằng chứng, đừng có nói như vậy. Lần này con cho người đi bắt Chu Đồng Hán về. Chú muốn con đi điều tra Thành Long Bang cho chú hả? Dạ, lão già. Còn nữa, chuyện lúc nãy đừng có cho thằng Toàn và con Mai biết. Chứ không muốn tụi nó lo. Dạ, lão già. Đây là ông chủ của tôi, cậu Cung Bổ. Chào ông. Những chuyện của ông làm lần này rất là tốt, tôi có lời khen. Cậu Cung Bổ, tôi sợ bọn Mã Thiếu Thiền sẽ đối phó chúng tôi. Đừng có lo, tôi nhất định sẽ đưa ông đến nơi đến chốn rất là an toàn. Quăng nó xuống biển đi. Alo. Alo, Nguyệt Hồng à, anh đây. Anh nhớ anh nhiều lắm. Ai mà tin anh được. Người ta nói Hàng Châu có nhiều gái đẹp lắm. Em nghĩ bây giờ có một cô đang nằm cạnh bên anh. Anh làm gì mà nhớ em chứ? Không đâu em. Hàng Châu có nhiều gái đẹp, nhưng mà lựa đi lựa lại không có cô nào đẹp hơn em đâu. Anh nói dốc không à. Nguyệt Hồng, bây giờ em đang làm cái gì? Em chỉ ở nhà một mình thôi à. Không có ai ở nhà với em hết á. Nhớ anh muốn chết à. Em có thể kêu đại dì ở với em mà. Một vài ngày sau anh sẽ trở về. Anh về mau nha, em nhớ anh nhiều lắm. Dường như ở bên cạnh em có người đó. Không có. Anh nghe lộn rồi. Nhật Võ à, bây giờ em mệt lắm. Bữa khác hai đứa mình nói chuyện nha anh. Như vậy cũng được. Nhưng mà em phải hôn anh nha. Vậy à, cũng được. Như vậy được chưa? Thôi được rồi, anh sẽ gọi điện thoại cho em sau. Bye bye. Bye bye. Anh nhận thấy em càng ngày càng tốt với Nhật Võ hơn. Thì tại anh kêu em tốt với Nhật Võ mà. Bây giờ anh ghen hả? Nói đùa thôi. Chẳng lẽ anh như thế này mà đi ghen với một đứa con nít đó à? Em đã làm cho Mã Nhật Võ mê em.
Sau này thì em phải đối phó với Mã Nhật Dân. Chuyện này thì đối với em quá dễ lắm rồi, phải không? Nhưng mà con người của Mã Nhật Dân thì em thấy hơi trầm lặng, coi bộ khó gần gũi hơn là Mã Nhật Võ đó anh. Điều đó thì còn tùy thuộc nơi bản lãnh của em. À, anh Giang. Ủa, Kiếm Nhật Võ à? Hắn đã đi Hàng Châu làm việc rồi, hắn không có nói với cô sao? Tôi đi kiếm anh mà. Tôi mời cô vào. Như vậy nè, tối nay bạn tôi có mở sinh nhật mà tôi không có ai đi, tôi muốn mời anh đi có được không? Tôi xin lỗi, đêm nay tôi không có rảnh. Anh không phải là không rảnh, mà là anh không muốn đi với tôi. Nhật Văn à, anh đừng có tự gạt anh mà. Cô Nguyệt Hồng, tôi không hiểu ý của cô. Thật ra lần đầu tiên tôi mới gặp anh thì tôi đã có cảm tình với anh rồi, nhưng mà tôi không biết anh có thích tôi không. Anh cứ tránh mặt tôi hoài à. Tại sao? Anh hãy nói cho tôi nghe đi. Tại vì cô là bạn gái của Nhật Võ, tôi không muốn vì tình yêu làm cho hai anh em chúng tôi sinh vết với nhau. Nhật Văn à, em và Nhật Võ chỉ là bạn thông thường mà thôi. Người em thích là anh, nhưng anh lại không chịu chủ động. Nhật Văn à, chỉ cần anh chấp nhận thì em sẽ cho anh cơ hội mà. Xin lỗi, tôi có hẹn với bạn. Cô cứ về ngồi chơi nha. Vô đi. Tôi có nấu canh gan heo cho măng đây nè. Ông mới về lấy máu xong, cần phải bồi dưỡng lại cho khỏe. Ông hãy ăn lúc nó còn nóng, đợi nguội rồi sẽ không ngon. Cô Mảnh à, tôi cảm ơn cô đã tặng cái đồng hồ này cho tôi, nhưng mà tôi không thể nào nhận được. Cô hãy cất lại đi. Tại sao vậy? Bộ ông không có thích cái đồng hồ này à? Không phải, đồng hồ này rất là xinh, rất là tỉ mỉ. Nhưng mà tôi đã có một cái rồi, thể nhận cái thứ hai nữa. Cảm ơn ý tốt của cô. Ông nhất định sẽ lấy cái đồng hồ, nó đã hư, không có còn chạy được nữa à? Tuy rằng đồng hồ cũ của tôi nó đã hư, nhưng mà tôi luôn luôn có tình cảm đặc biệt với nó. Đồng hồ mới không thể nào thay thế với nó được. Cô hãy giữ lại để tặng cho một người thích hợp với cô. Tôi sẽ không bao giờ tặng cho một người nào khác. Alo. Nhật Văn hả? Em là Nguyệt Hồng đây. Chuyện gì hả? Em muốn gặp mặt anh, em muốn nói chuyện với anh. Anh hãy ra đây nha. Đã khuya rồi, có chuyện người khác hay nói. Thôi được nha, bye bye.
Alo. Alo. Em đang ở công viên đằng trước. Đến khi nào anh đến vậy? Nè. Alo. 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 Nguyễn Hồng, tại sao em khờ vậy? Nếu anh không thương em thì tại sao anh đến đây chứ? Không phải là không thương em. Nếu anh đi theo em á thì Nhật Võ phải làm sao? Anh chỉ biết lo cho Nhật Võ thôi à. Anh không nghĩ đến em sao? Không được. Không được. Thôi được, anh muốn làm đại ca tốt thì em không bắt buộc anh đâu. Sau này em không gặp mặt anh nữa. Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng. Nhật Võ. Đại gì? À đại gì à, Nguyệt Hồng nói đến trạm xe rước tôi. Tại sao không thấy cô? Nguyệt Hồng bận việc, giờ tôi đến đây rước cậu. Xin lỗi tôi có việc nên đã đến trễ. Cô không khỏe à? Có chuyện này không biết nên nói với cậu không? Đại gì? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng với tôi đi. Từ khi mà cậu đi Hàng Châu thì Nhật Văn thường hẹn hò với Nguyệt Hồng. Ý nó muốn đi rước cậu, nhưng Nhật Văn lại hẹn nó đi chơi. Chuyện này có thật sao? Cậu và Nhật Văn là bạn của tôi. Một trong hai người ai theo Nguyệt Hồng thì cũng được. Nhưng khổ nỗi là cậu quen Nguyệt Hồng trước. Ngược lại Nhật Văn thừa lúc cậu đi vắng thì lại dụ dỗ Nguyệt Hồng. Bây giờ Nhật Văn ở đâu? Dường như ở võ trường. Ông Nguyệt Hồng à, em có sao không hả? Em có sao không? À, ê, sao em nhầm hiểu quá vậy? Bắt điện thì em biết. Này, đừng có chạy nha, đừng có chạy nha, đừng có chạy nha. À, không được chạy đâu, không được chạy đâu. Nè, không được chạy, không được chạy nè. Không được chạy. Nhật Võ. Nhật Võ. Em đã về rồi à? Nguyệt Hồng, em đi thay áo đi. Anh hai chúng ta đấu đi. Con người đàng hoàng, không cần anh là người đê tiện. Thật ra em muốn nói gì hả? Nguyệt Hồng là bạn gái của em, tại sao anh lại đoạt lấy? Không có chuyện này. Không có chuyện này? Đừng tưởng em không biết. Anh cố tình kêu em đi Hàng Châu để gần gũi với Nguyệt Hồng, có phải vậy không? Phải không? Phải không? Đúng vậy. Anh thừa nhận anh thương Nguyệt Hồng, nhưng khi thấy em đi theo cổ, anh đã bỏ ý định này rồi. Tại sao trong lúc em giáp mặt anh hẹn với cổ? Anh không có hẹn với cổ, nhưng cổ hẹn với anh thôi. Anh nói xấu cổ à? Không có nói xấu cổ. Nhật Võ, con người của anh không phải như vậy. Anh không có gì một người con gái
mà ảnh hưởng tình cảm của mình. Được, anh hứa với em sau này không gặp cậu nữa. Đến đây, thuyền ở bên kia kìa. Bây giờ Mã Tiểu Thiên đang kiếm cậu, cậu không thể nào ở Thượng Hải này được nữa. Lần này cậu rời khỏi đây đừng trở về nữa nha. Nè, ở đây có một số tiền đủ cho cậu buôn bán ở Quảng Châu rồi, cậu hãy tự lo cho cậu. Chú Sâm, chú tốt với con quá, con không biết làm sao đền ơn chú. Ba của cậu có ơn với tôi phải làm như vậy. Thôi lên thuyền đi. Nè chú Cát, chú Cát à, chú Cát Huy rồi, chạy mau. Anh Sâm, anh có sao không? Không sao. Anh Sâm à, hắn đã chạy thoát rồi. Ông Thiên, ở phía trước có một người nằm ở dưới đường. Ha ha ha!